Chào bà con, cái nhà này hôm vừa mình nói bà con nó mới xây xong á, nhưng mà cái này tụi builder nó đi nó xây, rồi nó sẽ bán đấu giá vào ngày ngày thứ bảy, ngày 6 tháng 5, chỉ còn 2 tuần nữa thôi. Thì cái này nó 5 phòng, rồi 4 phòng tắm, thì nó chỉ có 2 gara, nhưng mà nó đi nó nói là 4 gara. Ở đằng sau thì nó làm cái hồ bơi cho bà con. Vừa rồi mình xuống dưới thì máy quay phim nó quay quá thì mình chỉ chụp hình thôi. Đó, thì dưới này nó làm thêm 2 cái này nữa. Rồi có dàn bếp đằng sau. Rồi thêm một cái bếp barbecue này nữa. Nó design cũng rất là hay bà con ạ. Design rất là hay. Thì thứ bảy nó đấu giá vào lúc 3:30 chiều. Rồi có thể lúc đó mình coi thử coi sao. Nó coi nó đấu giá cái giá nó bao nhiêu, nhưng mà hai cái bên hông của nó mình thấy nó nhỏ quá chừng đi, nó kéo thùng rác ra rất là khó, nó kéo thùng rác rất là khó. Coi bây giờ mình không có nhu cầu mua nhà nữa, tò mò đi coi chơi thôi. Thì bây giờ bắt đầu về chiều rồi thì bây giờ mình đi dạo chút xíu cho nó người nó có sức khỏe bà con. Thì coi như bây giờ mới có bây giờ 5:30 rồi, thì bây giờ bắt đầu chuẩn bị vô mùa đông á, thì nó mau tối. Rồi mùa hè thì 9:00 nó cũng còn chưa tối nữa. Thì nó cũng giống như bên Mỹ, bà con thấy là cây nhiều khi tới cái mùa hè của nó đó, nó kéo dài nó, rồi thì mùa đông thì bắt đầu nó ngắn lại, cũng giống như bên Úc vậy. Thì bên này bên kia nó cứ thay đổi nhau hoài hoài vậy thôi. Đây cái khu chung quanh nhà mình đó. Thì hôm vừa mình nói cái nhà này hay quá này, nó có đất lớn chút xíu, cái nó có thể nó xây được 2 căn, một căn để ở rồi một căn cho thuê. Còn nếu mà nhiều tiền bạc thì nó cho thuê cả 2. Đây cái mai quay nó cũng bỏ đang trước nhà, nhưng mà cái bên này đó, nếu mà bỏ đang trước nhà vậy mà không có xin phép của cao sổ nó tới nó phạt đó bà con. Nhưng mà đây nó chỉ bỏ ra một cái thì nếu mà nhiều người làm một tử tế á, nó còn xài được á, thì người ta biết là còn xài được để cho mấy người nghèo á, họ không có ít tiền á, họ có thể ở tới lấy họ xài. Tại vì cái di dân ở bên này nó cứ nó vẫn còn qua hoài hoài à, người ta vẫn còn hoài hoài coi người nhiều khi mới qua không có tiền á, thì người ta đi lợi mấy cái đồ này xài cũng đỡ lắm à. Trong thời gian không có tiền, như hồi sáng ngày mình đi ngồi trước xe, trong xe mình để nó sưởi ấm, thì có Ấn Độ nó chạy ngang qua, cái máy nó bị hư, xe nó bị hư thì nó đề máy hoài, cái thấy không nổi, có mình đang mình phụ với nó, thì mình kêu nó đề máy, kêu nó đề máy thì ông đề máy mà ông đạp cái ga đó bà con, ông đạp cái ga coi cái cái máy nó cứ bị sượng, nó đâu nổ nổi. Rồi sau cái mình nói nó mày đừng có đạp ga, tại nếu mà mày đạp ga như vậy á, cái xe cái xăng nó tiếp tục nó bơm vô cái fuel injection, là cái ở Việt Nam gọi là cái radiator, cái bình xăng con đó. Nhưng mà bây giờ là cái hệ thống mới thì vì nó là cái fuel injection, mình kêu nó mày đừng có đạp ga như vậy. Rồi cái đi một hồi cái nó không nổ, người mình nói nó bây giờ tại bây giờ cái xăng nó nhiều quá trong này rồi, thì nó mình chờ chút xíu, rồi rốt cuộc nó không nổ nữa, mình phải mang xe của mình ra mình phụ với nó coi để câu bình cho nó mạnh cái bình của nó hơn. Thì khi mà mình câu vô xong rồi đề phát nổ lên, thì mình nói mới được tới mới đừng có bao giờ mình đạp ga như vậy. Thì nhân tiện đây mình cũng chia sẻ với bà con như vậy đó, nhiều người Việt Nam không có hiểu về máy móc nhiều đó. Thì máy móc khi mà nó đã thiết kế là coi như mình không có đạp ga, mình chỉ đề thôi, ga ở trong nó có xăng ở trong nó có sẵn rồi, mình đề nó bắt đầu nổ. Còn nếu mà bà con mà đạp ga, nó đạp ga thì nhấp mấy cái là coi như cái xăng tiếp tục nó bơm vô nó sẽ làm cho ngộp cái máy, nhiều xăng quá nó ngộp để nó không có nổ đâu. Rồi một cái nữa là coi như cái hệ thống mà không có sạc chìa khóa đó bà con. Nếu mà bà con đề máy á, thì bà con đập thắng rồi bắt đầu đề. Còn nếu mà không đập thắng á, đề nó không nổ đâu.
Ok, một chút xíu chia sẻ với bà con chị ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi dạo. Em vòng vòng bây giờ trời cũng tối rồi, mình dạo gần gần nhà thôi. Rồi nếu mà ai thích cái video của mình cho một cái subscribe, một cái like gì đó để tiếp tục mình để tiếp tục mình quay thảy lên cho bà con tìm hiểu xung quanh thế giới xung quanh chúng ta bà con ạ. Ok, rồi bye bye nha.